Từng du học 2 năm, Kim Duyên vẫn bị chê nói tiếng Anh như tiếng Việt. Now I feel more mature, more confident and independent. And all of them bring me here. The journey to Miss Universe Vietnam 2019. I need to improve more about my English because I think my pronunciation not really good. But I will try my best to like more confident in English. I will speak more and improve more, practice more. Mình vẫn đang học tiếng Anh rồi, mọi người yên tâm nha. Mỗi ngày mình có đến tận kiểu 2 lớp, 3 lớp học tiếng Anh luôn ấy. Một là pronunciation này, hai là kiểu training về mindset ấy. Và mình có một cái lớp học face to face với giáo viên nước ngoài. Sau thành công của các đàn chị đi trước, Kim Duyên được kỳ vọng sẽ nối tiếp những thành tích ấy tại Miss Universe 2021. Do vậy, trong suốt quá trình hoàn thiện bản thân chuẩn bị cho thời gian diễn ra cuộc thi, Kim Duyên nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau thời gian tập luyện, Kim Duyên hiện đang sở hữu sắc vóc gần như lý tưởng, cộng thêm chiều cao 1m73 nổi bật. Các fan sắc đẹp tin tưởng, Kim Duyên sẽ tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Không chỉ chú trọng vẻ bề ngoài, nhiều người cũng quan tâm đến các tiêu chí khác như kỹ năng catwalk, trình độ tiếng Anh và dự án xã hội của nàng hậu có thực sự thuyết phục không. Khán giả thắc mắc, Kim Duyên có thời gian du học 2 năm ở Singapore, nhưng vì sao vốn tiếng Anh của nàng hậu chỉ dừng lại ở mức tạm ổn chứ chưa thực sự xuất sắc. Đứng trước câu hỏi đó, mới đây trên sóng livestream, Kim Duyên đã chia sẻ về câu chuyện học ngoại ngữ và quá trình trau dồi ở hiện tại để khán giả hiểu rõ. Mọi người hay nói là Duyên nói tiếng Anh không có được, kiểu phát âm không được chuẩn ấy. Thì thật ra là ngày xưa Duyên đi học ở Sing á, Duyên qua Sing là từ kiểu từ zero luôn á mọi người. Có nghĩa là trước khi mà Duyên qua Sing học là Duyên chỉ có thể nói được kiểu hello, hi thôi các thứ ấy. Lần đầu tiên Duyên đi nước ngoài là Duyên cũng đi Sing luôn đó mọi người, thật sự luôn ấy. Cái lúc mà Duyên học ở Sing á thì một năm đầu tiên gần như là Duyên chỉ để học tiếng Anh thôi. Và ở bên đó thì mình chơi với bạn bè người Việt Nam này. Và cái mình ở cũng ở cùng với người Việt Nam, nên là gần như là tiếng Anh nó sẽ không phải là giỏi hẳn lên được ấy. Duyên cũng đang cố gắng luyện nghe nhiều hơn để có thể không chỉ là giao tiếp bình thường mà còn cả nếu như mà có cơ hội ở trên sân khấu thì có thể, hoặc là ở trong những cái vòng phỏng vấn ấy, thì mình vẫn có thể nghe được ban giám khảo hỏi gì và mình có thể đáp được. Theo những gì Kim Duyên giải bày, thời gian sinh sống và học tập tại Singapore, cô đã mất 1 năm để học lại tiếng Anh từ con số 0. Đồng thời, cô cho biết tại quốc gia cô theo học, người bản địa nói tiếng Anh vẫn mang âm hưởng địa phương, do đó cô không thể phát âm chuẩn tuyệt đối. Ngoài ra, môi trường cô tiếp xúc hàng ngày vẫn là bạn bè Việt Nam nên chưa cải thiện tốt nhất khả năng ngoại ngữ. Trước khi du học, Kim Duyên từng là sinh viên ngành tài chính ngân hàng của Đại học Nam Cần Thơ. Sau đó, cô nàng tham dự một vài cuộc thi sắc đẹp trong nước và quyết định sang Singapore du học với thời gian 2 năm. Trong khoảng thời gian này, cô từng học chuyên ngành tiếng Anh tại Đại học James Cook vì muốn nâng cao khả năng ngoại ngữ. Sau đó, Kim Duyên mới chuyển sang học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford Graduate. Một số người đồng tình với những nhận xét, Kim Duyên đi du học nhưng phát âm tiếng Anh như tiếng Việt. Song ngược lại, một bộ phận cộng đồng mạng lại cho rằng khả năng tiếng Anh của cô nàng không đến nỗi tệ như vậy. Dù có nhiều quan điểm khen chê khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều tuyên dương tinh thần biết lắng nghe đóng góp từ khán giả của nàng Á hậu. Kim Duyên cũng chia sẻ thêm, bản thân cô đã tích cực tham gia luyện nghe và học từ 2 đến 3 lớp tiếng Anh mỗi ngày cùng giáo viên nước ngoài để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Cô cũng đang trau dồi các kiến thức về xã hội, các vấn đề quốc tế quan tâm để đứng trên sân khấu Miss Universe 2021 trả lời một cách tự tin nhất. Sự chuẩn bị chu đáo của Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2019 khiến nhiều người càng tin tưởng cô nàng sẽ giành được vị trí cao tại đấu trường quốc tế. Không chỉ trau dồi vốn ngoại ngữ phục vụ giao tiếp và trả lời phỏng vấn, Kim Duyên vẫn đang từng ngày nỗ lực tập luyện siết dáng và nâng cao kỹ năng catwalk của mình. Có nhiều hôm tập mà khóc luôn, xong rồi ói, xong bác PT vẫn kiểu là ói phải không, ra ói đi xong vào tập tiếp. Tại vì kiểu như là đã đặt ra cái mục tiêu cho mình là 3 tháng sẽ phải như thế nào, 6 tháng như thế nào và đến lúc thi thì sẽ như thế nào. Nên là kiểu mọi người rất là follow cái plan đó. Và bây giờ thì mọi người rất là vô buồn, kiểu như là thật sự ấy, thật sự là quyết tâm ấy. Và chính vì như thế Duyên cũng cảm thấy là mình, cái trách nhiệm của mình càng ngày càng lớn hơn.
nên là mình cũng nhiều khi khóc luôn, nhưng mà vẫn cố tập. Bên cạnh đó, Kim Duyên cũng đang thực hiện dự án xã hội bảo vệ sức khỏe người nhiễm HIVS để mang đến những giá trị tích cực cho đời sống và lan tỏa nó đến bạn bè quốc tế. Miss Universe những năm gần đây đã không chỉ chú trọng đến nhan sắc, vẻ đẹp bên ngoài, mà còn hướng đến tìm kiếm một cô gái biết cách ứng xử, có kiến thức sâu sắc về xã hội, đồng thời phải sở hữu một trái tim nhân hậu. Hiện tại, Kim Duyên xây dựng hình ảnh một cô gái năng động, quyến rũ và bản lĩnh. Được biết, cô nàng còn cố gắng phơi nắng để có làn da nâu khỏe mạnh, tự tin chiến đấu tại Miss Universe 2021 vào cuối năm nay tại Costa Rica. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!